Quý vị khán giả đồng bên, chúng ta đang đến với nhanh được trực tiếp tại sân bóng đá H2 để chuẩn bị theo dõi trận cầu giấu U7 trong buổi chiều ngày hôm nay. Một trận đấu rất quan trọng dành cho cao thủ của Tám Bích Thành Nam và cao thủ FC M&M. Mọi thứ bắt đầu và hiệp 1 của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Nhiều sự lựa chọn cho huấn luyện viên trưởng quá. Xoay sở nguy hiểm quá. Tình huống đưa bóng lên vô tình trúng mặt đồng đội. Đó là một pha bóng khá đau dành cho số 13 của Tám Bích Thành Nam. Vẫn còn cú đá từ xa rất nguy hiểm. Bóng vừa chạm vào xà ngang cho tình huống xử lý dành cho đội trưởng của cao thủ Everton. Cú đá có độ quấn của Tấn Hoài. Chúng ta theo dõi lại pha bóng mà các cầu thủ bên phía FC Everton họ tạo ra một tình huống tấn công rất lạnh lùng. Với chiếc áo số 4, anh có thi đấu lệch cánh trái. Vừa rồi là một trong những pha bóng anh dâng cao cơ hội dành cho Tabic. Những pha xoay sở của Sơn Nhóc. Và sau đó là tình huống dứt điểm của Sơn Nhóc. Không hiểu tại sao trong tình huống vừa rồi hệ thống phòng ngự của cao thủ FC Everton họ lại có phần chững lại. Pha mở tỷ số trong một tình huống tấn công rất tiềm hoài của Tám Bích Thành Nam mà có thể xuống sâu với hệ thống phòng ngự của cao thủ áo xanh. Pha cắt bóng rất tốt. Tình huống dành cho số 7 Thương Robinho. Và can thiệp của hai số 7. Và trong tay Kỳ Brand đã có một tiếng còi cất lên. Có vẻ như đó là penalty, chính xác là như vậy. Tình huống mà trọng tài Kỳ đã công nhận một quả pen dành cho các thủ Tám Bích Thành Nam. Một vị trí lý tưởng mà họ có thể nhân đôi khoảng cách. Từ trước bóng đã đội trưởng Xuân Dự. Pha xử lý rất nhẹ nhàng và không có sai số nào cho chấm penalty cả. Tỷ số được nâng lên là 2-0. Có vẻ như các cầu thủ FC M&M họ đang có những sự ngợp với kinh nghiệm và sức mạnh tấn công của đối phương. Lại là một tình huống dứt điểm thành bàn nữa dành cho cao thủ Tám Bích Thành Nam. Lần này người ghi bàn đó là cầu thủ Martial số 95. Nhưng mà không phải, đó là Thương Robinho. Thì bây giờ đính chính lại, đó là tình huống dành cho số 95 Quân Khỉ chứ không phải là Thương Robinho. Tỷ số nó lên là 3-0 dành cho cầu thủ Tám Bích Thành Nam. Tiếp tục là cầu thủ Tám Bích Thành Nam. Sơn Nhóc có nhiều diễn pha phối hợp. Đây rồi, 4-0. Chuyện gì đang xảy ra với hệ thống phòng ngự của cầu thủ áo xanh ở thời điểm này? Hoàng Hiền lần này là cầu thủ ghi bàn thắng dành cho Tám Bích Thành Nam để nâng tỷ số lên con số 4. Những bàn thắng đến liên tiếp. Tuy nhiên thì nhìn vào bản đăng ký thi đấu, các cầu thủ FC M&M họ còn rất nhiều những sự lựa chọn trên bàn. Một vai trò mới nhưng có vẻ như Điền Phở đang làm rất tốt trong áo của Tám Bích Thành Nam. Có cơ hội, không vào. Xuất sắc dành cho Điền Phở. Thủ thành số 77 của Tám Bích Thành Nam đã ngăn chặn được một cú đá rất uy lực ở trong một cự ly rất gần. Cú đá trong vòng cấm của cầu thủ bên phía M&M. Hai bộ cánh rất đáng kỳ vọng của FC M&M. Cú sút xa lần thứ hai ở trong trận đấu này. Pha bóng của đội trưởng Tấn Hoài. Tuy nhiên so với lần trước thì lần này bóng đi hơi cao. Tình huống mà Tấn Hoài đã dứt điểm bóng vừa xa lần thứ hai, lần trước là bóng chạm xa ngang, suýt chút nữa là một. Lại là cú đá nữa.
khoảng trống đây. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho MLM. Đó là tình huống dành cho Bình Mani, người mới vào sân cái đấy phút mà thôi. Đây là pha bóng trước đó nữa, lúc thời điểm mà cầu thủ áo xanh thực hiện tình huống đá phạt góc và vẫn có. Tuy nhiên với khoảng cách đến 4 bàn đang dẫn trước và đối phương thì chưa thể nhập cuộc, nó sẽ là một khoảng trống an toàn. Trực tiếp cú đá của trực tiếp, và đó là tình huống ghi bàn từ cánh phải. Tỷ số đã được rút ngắn rồi. Sau rất nhiều nỗ lực thì cầu thủ FC Everton đã có được bàn thắng. Cần phải có thêm những pha bóng kiểu như thế này, nó đang cần thiết. Làm gì? Thường được bên nhau, đường chuyền vào. Vẫn còn không vào. Bản lô thủ thành của cầu thủ MLM. Sau một loạt những sự chống vánh thì lúc này thủ thành số 1 của họ cũng đã để lại điểm nhấn rất rõ trong tình huống mà anh đã cứu thua 10-10, không khác gì một bàn thắng. Một cầu thủ của 8X đã đứng chờ cột 2. Mặc dù bóng đi rất chậm nhưng vẫn đến được vị trí của anh. Nhưng pha bóng mà thủ thành số 1 Thiên Phúc của MLM đã có được sự di chuyển bắt bài. Cơ hội bóng bắt ra. Chưa có cú dứt điểm bơi của Bình Ba Lê. Tiếp tục là một cú đá từ xa của đội trưởng Tấn Hoài. Thực tế nếu như chắc chiều và tỉnh táo hơn thì hàng tấn công của MLM đã có được thêm 2 pha lập công rồi. Bình Mane đã băng vào nhưng bóng này khiến cho anh lỡ nhịp. Và một làm tường. Tấn Hoài sẽ là một đường chuyền vào thì lý tưởng hơn với góc di chuyển hẹp vừa rồi. Nhưng đội trưởng đã quyết định cú đá ngay. Trong khi đang thiếu những chân truyền ở vai trò tiền vệ trung tâm, trận đấu sẽ tiếp tục trở lại. Khánh Long An lấy bóng, cơ hội vẫn định đây rồi, không vào. Vừa trở lại thực hiện cắt bài rất nhanh. Như anh đã nói, hàng tấn công của FN cần phải tỉnh táo hơn nữa. Đây lại là một tình huống nữa mà Văn Định để cơ hội của mình bị xảy ra. Bây giờ đã đang ở thời điểm những thời điểm cuối của hiệp 1 rồi. Cơ hội Văn Định. Pha xoay người dứt điểm ngay của Văn Định. Vẫn cần phải có một chút lạnh lùng nữa. Đây rồi, trường hiệp. Có cơ hội, vẫn là đường chuyền. Đường chuyền vào của Khánh Long An. Sẽ chỉ có đá phạt góc dành cho cầu thủ MNN ở trong tình huống vừa rồi mà thôi. Thì có đến 2 cầu thủ tạm. Làm gì? Đường chuyền tốt. Bất ngờ đào cánh dành cho số 62. Vẫn còn đánh đâu. Quá khủng khiếp cho khả năng phản xạ của Điền Phở. 2 pha bóng mà Điền Phở đã phản xạ cực kỳ nhanh, đặc biệt là tình huống đánh đầu bồi, bóng đến với góc cao chưa à. Nhưng thủ thành của 8X Thành Nam vẫn có thể đảm bảo cho mảnh lưới của họ tránh một bàn thua thứ hai. Và tình huống dọc biên đã bị cắt ngay bởi Minh Quang. Đường chuyền đánh đâu, không vào. Tiếp nối Điền Phở thì Văn Khá cũng đã có pha phản xạ xuất sắc để chào dân. Một cú lắc đầu ở cận khung thành.
không phải là cao thủ M&M không có cơ hội để ăn bàn. Tuấn Hoài đường chuyền lỡ nhịp mất rồi, hãy cẩn trọng đây rồi. Đó là tình huống mà thủ thành Nhật Hào đã băng ra rất xa. Các thủ môn đang cố gắng để thể hiện mình và đảm bảo tốt cho mảnh lưới. Đến lượt thủ thành của RMM cũng lên tiếng. Bình Quang nguy hiểm, không vào. Pha chạm bóng chạy ra ngoài. Đó là tình huống dành cho tiền đạo Văn Định. Và đây là pha bóng trước đó mà Sơn Nhóc đã băng xuống, nhưng thủ thành khoảng trống đây. Đó là một tình huống di chuyển và dứt điểm ở trung lộ của Sơn Nhóc. Đừng có câu trả lời, Văn Định cú đá ngay. Văn Khá đã có một pha che chắn khép góc rất tốt. Đừng hãy cùng theo dõi lại pha bóng trước đó mà Sơn Nhóc đã tạo ra ở trung lộ. Cú đá cũng khiến cho thủ thành và một hình cũng đang dâng cao cho M&M. Trường Hiếp đường chuyền bóng bổng, đánh đầu vẫn còn, đánh đầu chọn điểm rơi chưa tốt. Rất nhiều những pha tấn công, nếu như xét về số lần tấn công đang thực hiện thì M&M đang thực hiện tốt hơn trước đối thủ của họ. Tuy nhiên cả hai thì vẫn chưa có thêm bàn. Và ở hành lang cánh phải, và những cầu thủ mang áo số 9 Quang Nhật cũng đã được tung vào sân. Như vậy là có đến 2 sự thay đổi người. Và thậm chí ở phía ngoài chuẩn bị có thêm nữa. Đó là tình huống của Sơn Nhóc. Tỷ số được nâng lên là 5-1 dành cho các cầu thủ của 80 Thành Nam. Và đó là cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 88. Vừa có sự thay đổi người thì bàn tỷ số cũng thay đổi, nhưng nó dành cho đội bóng đang có lợi thế rất lớn. Trận đấu game này 80 Thành Nam. Lại là cú phớt bóng nữa của Hoàng Hiền, siêu phẩm dành cho số 5. Ở trong hiệp 1 thì anh đã từng làm điều này. Và hiệp đấu thứ hai tiếp tục là Hoàng Hiền đưa ra một cú lốc bóng. Và lần này nạn nhân đó là Nhật Hào. Bóng trách nhiều hơn ở đường biên cánh trái so cánh phải so với hiệp 1. Tỷ số là 6-1 rồi. Thường sẽ là những pha kéo bóng về biên trái và trả về cho Văn Khá và sau đó đảo biên phải. Dẫu biết là như vậy nhưng để lấy được bóng cho M&M thì cả là một vấn đề. Và bây giờ thì hệ thống phòng ngự của M&M đã dâng lên quá cao. Sơn Nhóc đối mặt với thủ thành Nhật Hào. Một loạt những động tác của Sơn Nhóc nhưng không vượt qua được Nhật Hào. Pha bóng mà Sơn Nhóc đã có rất nhiều những động tác xử lý. Có lẽ là yếu tố dẫn trước với khoảng cách an toàn cũng có lý do và có thể chấp nhận được với tình huống vừa rồi của số 88. Tiền đạo của cao thủ bên phía 80 Thành Nam cũng đã có cú đúp. Đó, một cú đá thẳng, bóng chạm mép ngoài của dọc. Vẫn là đội trưởng số 7 Tấn Hoài. 4 cú dứt điểm ở cánh trái dành cho Tấn Hoài trong trận đấu ngày hôm nay. Một lần chạm xa ngang và vừa rồi là mép ngoài của dọc. Và hai lần cao thủ của M&M họ đang tổ chức cho tình huống này rất kỹ càng. Đây rồi, không vào. Có pha giật gót rất nhanh nhưng bằng một cách nào đó thủ môn của 80 Thành Nam vẫn có thể phản xạ để cứu thua. Sức mạnh tấn công là có, những cú dứt điểm nguy hiểm là có, nhưng chốc một ngày mà cao Tấn Hoài cú sút từ xa
Tiếp tục là cú đá của đội trưởng Tấn Hoài. Họ chuyền tốt, cơ đó là nhân tố mới dành cho trận đấu này. Pha phối hợp của hai cầu thủ được tung vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai, Quang Nhật và cầu thủ mang treo số 15 Vũ Nguyễn. Đó là bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ FC Nam ở trong trận đấu này. Cần phải có những pha bóng rất nét như thế này, nó sẽ là những bài đánh đầy những chuyền triển vọng. Tấn Hoài cánh phải kia, hoặc cũng có thể dứt điểm. Sân chân bóng trượt và cú dứt điểm hiểm hóc giúp cho Tấn Hoài cũng có bàn thắng dành cho riêng mình. Một ngày thi đấu rất nỗ lực dành cho đội trưởng số 7 của các cầu thủ NLM, cũng là một phần thưởng xứng đáng dành cho anh. Cú đá của Tấn Hoài thực hiện ở động tác bóng tầm thấp. Sẽ là một vị trí đá phạt ở cánh phải. Thương Robinho đang là người đứng trước bóng. Cú đá thẳng của Thương Robinho. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại diễn biến trận đấu giao hữu kiểm quân của các thủ 8X Thành Nam và FC M&M ở trận đấu ngày hôm nay tại sân đá H2 Tân Sơn. Tỷ số chung cuộc là 6-3 dành cho các thủ 8X Thành Nam. Một trận đấu giao hữu đầy hấp dẫn mà đội bóng mang đến cảm ơn hai đội bóng đã cống hiến trận đấu này. Cảm ơn những sự đồng hành của quý vị khán giả trên fanpage của Truyền thông Ruby và kênh YouTube Ruby Media. Đến đây thì anh Yên cùng anh em ekip của Truyền thông Ruby phải nói lời chào tạm biệt. Thân ái và hẹn gặp lại.